Đây quý vị, mình nghe một đoạn Đức Thầy nhắc lại đây. Biên này xưa cũng như ai vào cát ra đài tột bực vào sang, phải không? Đúng không? Vào cát ra đài tột bực vào sang, nghĩ suy danh lợi nè, chẳng mang bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì nhờ trời may mắn. Một khi thẫn thơ lại gặp Đức Thầy Bửu Sơn, cúi đầu điên tỏ nguồn cơn động lòng bác ác ra ơn dạy truyền. Thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Có phải là ông cử đa tu đắc đạo không? Bỏ danh lợi coi như là mới tu đắc đạo được, đúng không? Còn mình bị danh lợi tu sao đắc đạo được? Còn ở bên đạo thánh đó quý vị, mình được biết Đức Thầy còn nhắc lại một cái gì coi như là nghèo, thật là nghèo trong đạo thánh. Mà bây giờ còn lưu lại thanh sử đó là nghèo thầy nhang bầu nước đai cơm, ti cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ôm bà lợi, không? Rồi bây giờ là trong cái lược sử của Phật giáo là Thái tử Sĩ Đạt Đa bỏ cung vàng điện ngọc quốc thành thê tử, vợ đẹp con ngoan dấn thanh vào trong rừng sâu núi thẳm. Trong khi xuất gia bỏ danh bỏ lợi bỏ hết đài cát xa qua, tu hành mới được đắc đạo, không? Còn hôm nay Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết là hãy tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách phải lạc đạo an bình, phải xả thân tu tịnh của bác anh em trên đạo. Được như vậy mới đúng qua cái câu đồng đạo hỏi lên đó, không? Xin đừng đeo đám lợi danh bỏ trâu đạo đức hư danh dạy truyền, mai sau được gặp cõi tiên mới phỉ tình nguyện ước khẩu phiền lòng ta. Tiếp theo chương trình đó là cái câu hỏi của chú Sáu Hồng, hỏi qua bốn câu. Là từ nay ai có tới lui cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành, xin đừng đeo đắm lợi danh bỏ trôi đạo đức hư danh dạy truyền. Xin chú Tư giải đáp dùm bốn câu này, mà quý ủng hộ cho chú Tư một tràng pháo tay ạ. Trân trọng cảm ơn chàng pháo tay dân dạy cho quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và tiếp theo tiêu đề thứ hai mà được đồng đạo là Vinh Hùng ni lân, trong sáu câu giảng của tổ thầy và trong sáu bốn câu của tổ thầy, và trong bốn câu giảng đó là từ nay ai có tới lui cúi đầu bái Phật làm vui tu hành, xin đừng đeo đắm nợ danh bỏ trôi đạo đức hư danh dạy truyền, mai sau được gặp cõi tiên phỉ tình nguyện ước khẩu phiền lòng ta. Vậy thì bây giờ qua bốn câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa. Mà bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa này Đức Thầy viết ở tại gia đình Cúng Hương Bộ Thành. Mà trong lúc Đức Thầy bị câu lưu đó, là từ ở Sa Đéc xuống tới gia đình Cúng Hương Bộ Thành, làng Nhân Nghĩa Sà No. Là vào ngày 18 tháng 4 năm Canh Thìn, Đức Thầy còn nhắc lại kể từ 18 tháng 4, Canh Thìn lưu chữ thiện từ tới đây, cho làng Nhân Nghĩa biết Thầy đang truyền mối đạo thang mây chỉ trình, phải không? Rồi Đức Thầy mới nhắc lại trong cái lúc mà Đức Thầy xuống gia đình Cúng Hương Bộ Thạnh, đó là cái làng Nhân Nghĩa tục tiêu là Rạch Xà No, Dàm Kinh Ông Bổn, Eo Co Khúc Đường. Ngài từ ngày lìa cách quê hương về đây nơi ngụ, bởi thương dân lành buổi trần xóa bỏ lỡ danh. Vậy thì bây giờ đồng đạo chỉ nêu lên trong bốn câu trong bài là Từ Giả Làng Nhân Nghĩa, thì Đức Thầy xuống tại gia đình ông Hương Bộ Thạnh vào ngày 18 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940. Là cái xứ đó là cái xứ mà khỉ ho cò gáy, kinh trạng nước cùng, ít có người giảng lai. Ý đồ của người Pháp là muốn như là đưa Đức Thầy xuống đó để mà cắt ly cứ như là tín đồ, không cho tới lui để thăm viếng. Thế mà khi Đức Thầy đã đặt chân đến gia đình Cúng Hương Bộ Thạnh thì hàng ngày được cái chỗ tinh đồn của cứ như là tất cả các chúng sinh, người ta tới lui tấp nập. Sao cứ như là cái diễn cảnh tại gia đình Cúng Hương Bộ Thạnh nó sẽ trở thành là hòa hảo hai cô bác anh em chứ đồng đạo, hết sức cũng như là đông đảo và nhộn nhịp vô cùng. Vậy thì khi ở tại gia đình Cúng Hương Bộ, lúc đó Đức Thầy giáo đạo để cứu độ cho tất cả các chúng sinh, thì hôm nọ chúng tôi coi như là có bắt gặp được có một cái mẫu chuyện mà nói lên trong cái chỗ là từ nay ai có tới lui cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành. Một hôm nọ coi như là ông cả Sáu á, ở coi như là phía trên đó một chút xíu nha,
ổng mới đến như là trong cái giờ đó là khoảng cỡ 12 giờ trưa. Thì trong lúc mà đến 12 giờ trưa vậy thì Đức Thầy coi như là vô trong phòng nghỉ đâu, đâu có ở ngoài. Cái lúc bây giờ cái ông cả mới hỏi, ông hỏi cấp này thầy đâu rồi. Thì ông Hương Bộ mới trả lời, ông nói bây giờ thầy coi như là nghỉ ở trong nhà rồi, trong phòng một chút xíu nữa coi như là đến giờ Đức Thầy trở ra. Cái bây giờ bắt đầu ông quay qua cái ông hỏi Hương Bộ nghe. Ông nói tôi nghĩ rằng ở nơi đây đó là chắc có lẽ ông được gần thầy, rồi thầy sẽ coi như là trao truyền cho ông những cái gì coi như là hay ho bí pháp. Bây giờ ông kể tôi nghe, tôi khỏi cần phải gặp thầy. Ông nói vậy đó. Cái trong khi đó đó là ông Hương Bộ nó tèn ơi, mặc dầu tôi ở đâu như vậy đó, nhưng mà hàng ngày mà thầy coi như là để hút thuốc độ đời, trị bệnh độ đời, thuyết giảng độ đời, thì nó cũng như bao nhiêu người khác thôi, chứ đâu có gì hơn thua đâu. Cái ông cả sáu ông mới nói, ông nói như vậy, Đức Thầy ở đây với ông, ăn cơm của ông, rồi nghỉ nhà của ông, không lẽ gì ông không có cái chuyện riêng tư gì với ông sao? Ông không hỏi gì riêng sao mà giờ ông có gì riêng nói tôi nghe coi. À, thì nói giờ ông Hương Bộ mới nói, ông nói thôi, bây giờ ông muốn biết có riêng tư gì đó là chút xíu đó là thầy như là thích vậy đó. Rồi ông trong khi đó đó nghe, ông vô đó ông hỏi đưa cô bác anh em chân đạo. Thì ông mới vừa bước vô rồi Đức Thầy nằm ở trên cái ghế bóng, Đức Thầy mới bật lên đó nè, tôi nói cho ông biết nghe, ông đừng có nghĩ rằng tôi ở nhà cúng Hương Bộ, tôi ăn cơm cúng Hương Bộ, tôi ở đây với Hương Bộ mà tôi tình vị cho ổng như là có những cái gì khác, mà ông nghĩ vậy không đúng. Tôi nói cho ông biết nghe là tất cả các chúng sanh đều bình đẳng như nhau, không có một cái gì mà riêng tư hết cho ông biết nghe. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, cho nên Đức Thầy nói nè, từ đây trở về sau ông đã quy y, ông đã tới lui với tôi, là qua câu này Đức Thầy muốn nhắc nhở riêng cho ông cả sáu, mà nói chung là đồng đạo của chúng ta, cô bác anh em với đồng đạo. Tại vì đất cát ổng coi như là cò bay thẳng cánh, mà trong khi đó ông vừa tới coi như là Đức Thầy rồi đó, ông quy y mà ông còn nghĩ cái chuyện riêng tư không. Cho nên á, thường thường á là trong khi đó đó là người ta lại đó, rồi người ta lại coi như từ trên đó cho người ta lại dài xuống như thế này đó hen. Thì trong khi đó Đức Thầy nói thôi, từ đây trở về sau tôi chỉ cách cho ông lại. Cái Đức Thầy mới ra chỉ cách cho ông đó, bây giờ ông lại bắt đầu ông đưa lên tay lên trán, ông mới xá xuống tới ngang ngực, rồi ông móc ra, ông làm vậy nhiều lần vậy đó hen, là ông tu mới kết quả. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, lại gì mà ngộ vậy mà Đức Thầy chỉ riêng cho ông là chỉ. Tất nhiên lại móc ra ông lại mà ông còn chứa, lại mà còn giữ không. Cho nên Đức Thầy mới là viết mấy cái bài thơ cho ông, coi như là trong khi đó cho ông đi nè, ông gì ông coi này là cẩm nang nè, ông gì ông tu. Nam mô di sắc đo dùng, một công bốn dạ mà dũng lung không trừ. Hồi đó mà lúa mùa đó nghe, coi như là trong khi đó là mướn đất mận hen là phải trả nghe là đúng hết, mà dũng lung không trừ được chỗ nào chứ trời. Mà nam mô chỗ nào. Cho nên trong khi đó ông nghe được cái bài cẩm nang của Đức Thầy rồi đó, thì lúc đó từ đó trở về sau rồi ông tu cho ngon lành. Bây giờ cái câu này Đức Thầy nói riêng không, nhưng mà nói chung trong đồng đạo của chúng ta, tu mà còn ích kỷ, lại mà không chịu móc ra, dù cho người ra con tu luyện mỗi ngày lo tụng niệm ba thời mà tánh tình ích kỷ không rời thì cũng khó về nơi cực lạc, phải không chú? Tánh tình ích kỷ của mình còn hoài làm sao về cực lạc được. Tánh ích kỷ dẫn đầu tham ác, thường làm cho thân thuộc phân ly tới bất trung con lẫu đạo, người bạn phản bản cũng vì ích kỷ. Còn có biết bao trò quý mỹ cũng là do lòng ích kỷ ra không, đúng không? Vì vậy cho nên bây giờ đó là từ nay ai có tới lui là tới lui với Đức Thầy đó, cúi đầu bái Phật, lòng vui tu hành là mình cúi đầu bái Phật để mà quy y tu theo Thầy, là cúng lại, là ăn chay, là niệm Phật, mà lại phải móc ra chỗ đó mới được. Chứ còn lại mà còn là hốt vô không, làm sao mà trong khi đó mà thành Phật được, cô bác anh em với đồng đạo, phải không? À, vì vậy cho nên qua cái chỗ này
Thì bây giờ qua hai câu đầu đó là cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành, rồi qua hai câu sau đó là xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức hư danh dạ truyền. Đã quy y tu với đức thầy rồi mà còn đeo lợi, còn đeo danh, mà tại sao gọi là đeo đắm cô bác anh em với đồng đạo? Tại vì mình đeo với cái nặng là nó phải đắm chứ sao, phải không? Càng đeo nhiều càng đắm nhiều chừng đấy. Thế mà đức thầy mới bảo cho chúng ta đó là ước chăm họ nhẹ mình, đúng không? Nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn. Nhẹ mình, đức thầy ước cho mình nhẹ mình. Còn mình mà càng đeo chừng nào nó càng đắm nhiều chừng đấy nó nặng, càng đeo chừng nào nó càng nặng nhiều chừng đấy, làm sao mà nhẹ mình được, phải không? Nhẹ mình mới lướt khẩu sông mê trái quan, hết buộc não nề dứt sông đổ siêu cha mẹ tổ tông đổ luôn quyến thuộc khắp trong bảy đời là phải nhẹ mình. Mà muốn nhẹ mình tức như là phải móc ra, phải mơ rất. Chứ còn nếu như mà chúng ta muốn nhẹ mình mà đưa vô hoài là không bao giờ nhẹ được. Không? Bây giờ nhẹ mình, bây giờ chúng tôi đưa ra hai phần đó, tất nhiên là không đeo đắm lợi danh, tất nhiên là chúng ta phải nhẹ mà hai phần nghe. Một là bây giờ nếu như chúng ta có tiền bạc, có tiền của, có tài sản gì, trong khi đó chúng ta chứa chấp nhiều quá, bây giờ nó móc ra bớt. Móc ra bớt của bác anh em dừng lại cho nó nhẹ, cũng như chiếc thuyền mà đi trên con sông như vậy, mà giờ coi như là nếu mà càng bỏ vô nó càng nặng, bỏ vô nó càng nặng, phải không? Mà giờ coi như là sống của ba đào thân con người chẳng khác nào như là chiếc thuyền chở khẩm nổi, nổi vô vô này bị đắm dễ dàng. Mà bây giờ mình không chịu móc ra cho nó nhẹ nữa, mà lướt qua bên bờ bên sông kia mà cứ bỏ vô không cho được. Cái đó là một. Còn cái ý thứ hai, nó bây giờ tham sân si phiền não của chúng ta đó nghe. Bây giờ nếu mà có thì cứ giật móc ra đi, đừng chứa nhiều, coi như là nó khổ lắm, chứa nhiều nó nặng lắm, nặng đến nỗi ăn cơm không nổi, nặng đến nỗi mà ngủ cũng không được nữa, mà nặng đến nỗi mà đi đâu coi như là gầu, coi như là tam sầu bạch sát luôn, nặng cỡ đó nữa. Cho nên giờ đây nhẹ mới được. Từ đó các anh em trường đạo đó là xin đừng đeo đắm, rồi đức thầy bảo chúng ta đừng có đeo đắm. Cô bác anh em trường đạo mà đeo đắm cái gì? Đeo đắm hai điều lợi danh. Mà lợi danh đây là xin nói rõ cùng với quý vị nghe, là nó có khúc chiết nghe, chứ không phải nói vô đủ cả nắm mà. Bây giờ nếu như ai đã có của, có tiền, có phong y túc thực khá giả, vừa đủ sống, mà chúng ta còn chạy lo đi mướn đất, còn chạy lo đi kiếm chỗ kinh doanh kinh tế, còn đi qua Bình Dương để làm ăn, thì cái này là lợi danh. Còn ngược lại, nếu như chúng ta là người tu, thì bây giờ nếu như có điều kiện được thì bây giờ chúng ta vừa làm ra mà có tiền dư ra thì bố thí, làm ra để giúp để cho, không nên ích kỷ bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho người không mất, cứ bo bo giữ cất không còn, giật mòn biết dũng không mòn, tiền bình nên bạc nên tròn nghĩa nhân. Vậy thì bây giờ nếu như mà chúng ta đã hen là có tiền có bạc mà cứ như là làm ra bắt đầu có dư ra cái cho mới, dư ra bắt đầu cất nhà cho 1 triệu, không dư ra coi như là ta đi với là cứu trợ bắt đầu cho 500 triệu, mà cứ cho ra hoài vậy làm sao giàu được, không có giàu, không có lợi danh gì cho nhỏ. Vì vậy cho nên chỗ này mới đúng với câu là danh mà chẳng danh là chánh đạo, danh mà không danh là chánh đạo, lợi mà không lợi háo bớt trên sát phàm phu mà dạ thánh nhân ở trong tục nhưng lòng tại ngoại, phải không? Còn nếu như ngược lại thì bây giờ nếu chúng ta coi như là bị dính vụ danh lợi rồi đó hen, thì bây giờ không bao giờ mà coi như là mở ra được. Danh có được sắc tài liền bắt nè, tài được rồi danh sắc nó theo nè, sắc có thì danh lợi nó đeo nè, danh tài sắc ba điều dính liếu, dưới một cái cả ba cái liếu, ngã bên nào cũng chịu khổ sầu, vượt ra ngoài có mấy ai đâu mà rơi vào đó biết bao nhiêu kẹt, rơi vào đó là tương chân trời. Tại nó dính vô trong đó cái dòng danh lợi công công, kẻ mong ra khỏi cái người hồng chung vô, con cá trong lò nó nhảy khờ con mắt, con cá ngoài ngút mắt nó chung vô, nó tưởng đừng nó ngon. Cô bác anh em trần đạo, ai về chung vô đó là bị dính chân trời, khổ sở lắm. Vì vậy cho nên bây giờ đức thầy mới nói cho cô Năm Cò ở trên Sài Gòn đó, cổ mới nói đó là ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng, lợi danh hai chữ mắt lời trong, hai cái chữ đó làm cho con người khổ sở. Cô bác anh em dừng đạo không? Rồi bây giờ thôi, giờ nương theo đúc để tầm chân lý đi, lóng tiếng từ bi diệt dục lòng. Còn ai là người mà không có bị danh, không có bị lợi cuốn hút, thì cái người này là cái thứ nhất
là sau này được gặp ông vua ở trong thời kỳ của Thượng Quan Thánh Tích. Hai là người đó sẽ được làm Phật. Mà trong khi đó Đức Thầy có nói, có không cô bác anh em nhân đạo, có không? Có. Đức Thầy mới nói đây, dẹp lợi danh, dẹp hết mộng sầu, đặng trở lại với cha cùng chúa. Đó là dẹp lợi danh, thấy không? Dẹp lợi danh rồi, trong khi đó là chúng ta không còn vướng gì nữa, thì chúng ta như là về có Phật. Còn bây giờ ai mà dẹp lợi danh mà trong khi đó mà hết trơn hoàn toàn là vướng sạch hen, là chúng ta sẽ được về Phật. Cô bác anh em chứ đồng đạo, đó là khi người tu của chúng ta là gần dứt thở vững vàng trong trí, vướng sạch không nhớ những sự đời, chỉ còn lòng nhớ Phật thôi, tức thời có Phật đến nơi rút về, lòng đại độ tràn trề khắp chốn sức thần thông rộng lớn vô biên, chúng sanh vừa dứt phát nguyện thì là có Phật đến liền rất nhanh, trong nháy mắt siêu sanh tịnh độ, khỏi phải cần hành khổ dụng công. Vậy thì bây giờ qua bốn câu này, từ nay ai có tới lui cúi đầu bái Phật, lòng vui tu hành, xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức hư danh dễ chuyện. Cho nên biết bao nhiêu người cô bác anh em chưa đồng đạo tu hành trong thời gian bị danh lợi rồi bỏ trôi đạo đức hả? À, cho nên là không có giữ được cái lập trường của mình. À, cho nên có nhiều người theo danh lợi riết rồi nữa cô bác anh em chứ đồng đạo, nó ố o dày mòn thân con người, cứ như nó tiều tị, cứ như là hết, cứ như là cái chuyện này đến chuyện khác, làm cho con người tối tâm mày mặt. Cô bác anh em chứ đồng đạo, ngày cầm cân suy nghĩ, còn đêm thì thắp đuốc tính toan, tâm hồn luôn có như lo lắng, mà tâm dạ luôn bàng hoàng. Còn Đức Thầy nói sao? Đức Thầy nói là mãn theo danh lợi ốm o. Có nghĩa là theo danh lợi giết ốm o, đưa bác anh em dừng đợt, sẵn của hét hò mà đứa ở người ăn. Đó tất nhiên lòng vô tu hành, xin đừng đeo đắm lợi danh mà bỏ trôi đạo đức hưng danh dễ chuyện. Cho nên cuối cùng rồi coi như là cái danh lợi đó hen, là nếu mà chúng ta đeo đắm riết coi như là không có theo cái con đường đạo đức được. Xin kể quý vị nghe cái chuyện nhỏ vậy thôi nha. Hồi xưa đó nghe, ông Hứa Do với ông Sào Thủ, hai ông này coi như là bạn thân cùng với nhau lắm. Cho nên một hôm nọ đó, cái ông Hứa Do ổng mới nghe coi như là ổng là một cái người coi như là trung hiếu và tốt, quá tốt đi. Cho nên ông Vua Nghiêu á, ổng bây giờ ổng Hứa Do nó bây giờ Nghiêu ta thấy Nghiêu tốt lắm, coi như là hiếu với cha mẹ và có lòng thương dân mến nước quá thôi, và tay truyền coi như là chính phủ cho ngươi coi như là để cai trị. Cái ông Hứa Do đó ông nói bây giờ đó là trời đang mưa mà tôi lấy cái thùng tôi tưới đó thì nó quá ra coi như là uổng sức, trời đang tối mà tôi lấy cái đèn ở trời đang có trăng mà tôi lấy cái đèn đông đớm mà tôi thắp lên đó, thì cái chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên cái sức của tôi như vậy mà coi như là ngày mà giao tôi là tổng thủ chính châu như vậy á, thử ra tôi thấy tôi không có chịu, tôi không có ngại, tôi không có vừa với sức đó. Thôi bây giờ cái việc đó như tôi giao chứ ai làm đó làm đi, tôi không có làm. Nói xong rồi tưởng ổng yên. Cái ổng mới coi như đi dài xuống, ông gặp cái bờ suối. Ổng gặp cái bờ suối đó, ông nghe danh lợi gì, ông nói sao cái gì mà nghe cái danh vắng như lợn vô, chuyện ngon hoài vậy ta, nghe hoài chứ ổng nấu. Ông nói cái này nó còn dính kẹt ở trong lỗ tai nè, chờ bây giờ làm sao mà chính phủ chính châu mà trong khi đó ông giao cho mình, bây giờ cái người thường thường làm sao mà có được, phải coi như là có vài công hạng mã mới được, còn cái này mình không có gì trơn trọi mà tự nhiên ông giao cho mình. Tàn đất ơi, sao nó dính vô lỗ tai hoài, bữa nào cũng còn dính, bữa nào cũng còn dính. Ông nói cái này không được rồi. Cho nên ông mới coi như này đi về vợ ông gặp cái bờ suối Vĩnh Châu á. Từ đó bắt đầu trong khi đó ông mới xuống cái bờ suối, cái ông mới rửa. Ông rửa cái lỗ tai bên đây, ông rửa phát lên, ông rửa đã bắt đầu phát lỗ tai này, ông rửa. Ông rửa phát lên, rửa coi như là rửa hoài tối ngày. Ông rửa cho nó sạch. Rửa chừng nào không còn nghe cái lỗ, cái tiếng mà danh lợi nó dính trong lỗ tai, ông mới thôi. Cho nên bây giờ cái bạn của ông là cái ông Sào Phụ. Ông Sào Phụ bắt đầu ông đang coi như là châu châu ăn ở phía trên á. Ông đi dài nói ông quản, ông làm cái gì mà thấy ông rửa cái lỗ tai ông hoài. Lỗ tai coi như là ông bị cái gì mà ông rửa hoài mà không sạch. Ông nói tôi kể cho ông nghe, ông bắt đầu kể dài cái vụ việc gì đó. Nói thật sự với anh ha, tôi nghe danh lợi mà nó dính vào trong cái lỗ tai của mình đầu đó ha, tôi sợ nó dơ, cho nên tôi rửa như vậy đó mà tới bây giờ nó còn chưa sạch. Thì bây giờ cái ông Sào Phủ coi như là ông đang là dẫn cái con trâu xuống như là cái bờ suối đó uống nước. Cái bắt đầu cái ông kéo nhẹ như vậy, ông gịch lên. Cái ông hướng vô ông hỏi với mặn gì anh cho trâu uống nước, mà ông còn rít cái miệng trâu lên không cho nó uống là sao? Nó anh mới rửa cái lỗ tai anh không có bị dính danh lợi, còn nước nó trâu xuống đây hen là cái miệng cái con trâu tôi uống nó bị nhiễm rồi sao? Cho nên tôi không cho nó uống nước, cái dòng nước như này. Cái chuyện nó lạ,
À, cái chuyện thật sự là nó lạ, cái chuyện nghe nó như là dí dỏm. Nhưng mà nó có cái chỗ là ngụ ngôn để ý nghĩa để cảnh đời. Ý nghĩa ngụ ngôn cảnh đời tất nhiên là cái danh lợi người xưa người ta không có màng gì đó. Không có màng gì đó, cho nên sau khi đó là các vị đó người ta mới trở thành coi như là có sách sử để người ta ghi, phải không? À, vì vậy cho nên bây giờ trong hiện thời bây giờ ai là cái người không có bị coi như là vướng vào trong danh lợi đó, cô bác anh em trường đạo mà được thành tiên đắc đạo. Ai cô bác anh em trường đạo? Thôi giờ tôi đơn cử cho quý vị một vị coi như là trong giáo lý Đức Thầy. Ai đây? Hả? Bây giờ quý vị mình lắng lòng nghe lại kỹ nghe. Là Đức Thầy nhắc tới ông cử đa quê làng Phù Cát tỉnh Quy Nhơn sau khi ông đổ cử được đó là chim bằng không ngất tung bay đây đó để mua đồ hộ quốc tùy danh. Vì vậy cho nên khi ông đổ võ cử rồi thì hen là ông giàu có coi như là không thể nào mà tính đến. Nhưng mà cuối cùng rồi coi như là trong khi ông bỏ danh bỏ lợi hết, ông lên trên núi Tà Lơn tu đắc đạo, kể cho mau chị đi nghe. Cho nên hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại. Đây quý vị mình nghe một đoạn Đức Thầy nhắc lại đây. Điên này xưa cũng như ai vào cát ra đài tục bực vào sang, phải không? Đúng không? Vào cát ra đài tục bực vào sang, nghĩ suy danh lợi nè, chẳng mang. Bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì nhờ trời may mắn, một khi thẫn thơ lại gặp Đức Thầy buổi sơn. Cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động lòng bác ái ra ơn dạy truyền. Thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Có phải là ông cử đa tu đắc đạo không? Bỏ danh lợi coi như là mới tu đắc đạo được, đúng không? Còn mình bị danh lợi tu sao đắc đạo được? Còn ở bên đạo thánh đó quý vị, mình được biết Đức Thầy còn nhắc lại một cái gì coi như là nghèo, thật là nghèo trong đạo thánh. Mà bây giờ còn lưu lại thanh sử đó là nghèo thầy nhan bầu nước đai cơm ti cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ôm bà lợi, phải không? Rồi bây giờ là trong cái lược sử của Phật giáo là Thái tử Siddhartha bỏ cung vàng điện ngọc quốc thành thê tử vợ đẹp con ngoan dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm, trong khi xuất gia bỏ danh bỏ lợi bỏ hết đài cát xa qua tu hành mới được đắc đạo, phải không? Còn hôm nay Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết là hãy tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách phải lạc đạo an bình, phải xả thân tu tịnh. Cô bác anh em trên đạo được như vậy mới đúng qua cái câu đồng đạo hỏi lên đó, phải không? Xin đừng đeo đám lợi danh bỏ trâu đạo đức hư danh dạy truyền, mai sau được gặp cõi tiên mới thủy tình nguyện ước khẩu phiền lòng ta. Thôi giờ đến đây chúng ta dứt đề tài này đó. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.